Ngân hàng Nhà nước tăng hàng loạt lãi suất điều hành lên 1% từ ngày 23 tháng 9. Thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, thì ngày 22 tháng 9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành các quyết định điều chỉnh một số mức lãi suất có hiệu lực từ ngày 23 tháng 9. Đây cũng chính là một thông tin ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội cũng như là thị trường bất động sản, đúng không ạ? Ngày 22 tháng 9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã ban hành quyết định tăng lãi suất điều hành thêm 1% so với mức lãi suất cũ. Đây là mức điều chỉnh đầu tiên sau 2 năm trở lại đây của nhà điều hành. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành quyết định số 1606 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, thì lãi suất tái cấp vốn tăng từ 4% lên 5% một năm. Lãi suất tái chiết khấu tăng từ 2,5% lên đến 3,5% một năm. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài lên 6% một năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 9. Ngoài ra, thì Ngân hàng Nhà nước còn ban hành quyết định số 1607 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức cá nhân tại tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại thông tư số 07/2014. Theo đó, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%. Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5% một năm. Riêng Quỹ Tín dụng Nhân dân và Tổ chức Tài chính Vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,5% một năm. Quyết định này cũng có hiệu lực từ ngày 23 tháng 9. Vậy thì, theo bạn, lãi suất vay của ngân hàng trong thời gian tới liệu có tăng và có ảnh hưởng như thế nào đến thị trường bất động sản? Cùng comment nhé!